tàu bốt non phía tàu bốt đổi địa điểm, đổi qua vô chùa. Vô chùa vừa coi chỗ nào khô khô á, chỗ người ta nấu cơm á. Rồi bây giờ mấy đứa nhỏ nó người ta kéo nhau lên chùa. ตะบอดเลื่อนน้อมเพลียตะบอดเลื่อนตะบอดไอ้ยาเมียนชายติดเว้ยไอ้จับชายตั้งแต่4ซะน่ะถามเดียร์ได้ตาตะวัดตะวัดnhư ở chùa Thanh Tiền. Ở chùa Thanh Tiền cái này ở chùa Thanh Tiền cho các thầy cho anh em. Cho thằng ở trên xe tải mới có cho gạo nữa hả? Dương với giá to rồi. Ở đây có cái sân nè, mà sân khô Định Phát ở đây, nhưng mà tối mưa cái ngập sân này, thành rỡ ra phải dời qua chùa luôn, vô sân chùa luôn. Bye.
Ai lốp máy, ai lốp máy, lốp máy vô. Ai chạy lo xuống đây. Đã bảo với chú hiệp chua kia đi. Hả? Chẳng bằng nói tao cho coi mỗi kế bàn bàn. Người phát quà. À, của chùa Sơn Tiền. Đó, chùa gì? Cái này là Phật tử với chùa Thanh Tiền. Đó, người ta phát quà cho các em. Dân, quay mặt ra. Dân, vô luôn, vô luôn em.